Giấc ngủ đóng vai trò quan trọng giúp chúng ta thư giãn, lấy lại năng lượng sau một ngày làm việc căng thẳng, mệt mỏi. Do vậy, mất ngủ là một triệu chứng có hại cho sức khỏe. Nếu không được điều trị, nó có thể trở thành bệnh mất ngủ và là nguyên nhân khiến cơ thể bị suy nhược, thường xuyên mệt mỏi, không tập trung và rối loạn lo âu, thậm chí là trầm cảm. Trung bình, một người bình thường ngủ từ 7 đến 8 tiếng trong một ngày. Giấc ngủ phải đảm bảo đủ cả về thời gian, ngủ ngon và cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn sau khi thức dậy. Bị mất ngủ là tình trạng phổ biến hiện nay, không chỉ ảnh hưởng đến người già mà còn gặp ở cả những người trẻ tuổi do nhiều nguyên nhân khác nhau như áp lực công việc, áp lực tinh thần. Do vậy, hãy sử dụng những loại nước có nguồn gốc từ thảo mộc tự nhiên mà Sức Khỏe TV sẽ chia sẻ với bạn để giảm căng thẳng, mệt mỏi và cân bằng trạng thái cảm xúc, có một giấc ngủ ngon, tinh thần thoải mái. Để làm được trà thảo mộc tự nhiên này, bạn cần phải chuẩn bị 3 nguyên liệu. Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị một loại quả này. Đây là loại quả tự nhiên, được trồng nhiều ở các vùng có khí hậu ấm. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể mua ở siêu thị hoặc hiệu thuốc bắc ngoài chợ cóc. Giá thành rất rẻ nhưng hiệu quả lại vô cùng đáng kinh ngạc. Mỗi loại vùng có tên gọi khác nhau nhưng người ta hay gọi đó chính là quả La Hán. La Hán là loài thảo mộc dây leo bản địa ở miền Nam Trung Quốc và miền Bắc Thái Lan. La Hán quả có tên khoa học là Momodica grosvenori spring, thuộc họ bầu bí. Quả này còn được gọi là giả khổ qua, quang quả mộc miết. Trong quan niệm của Đông Y, La Hán quả có tính mát, vị ngọt, không độc khi đi vào đại tràng và hai kinh phế, với tác dụng thanh nhiệt, ích phế, lợi hầu, nhuận tràng thông tiện, hóa đàm trị khát. Trong nghiên cứu y học, quả La Hán khô có tác dụng lợi tiểu, hỗ trợ các bệnh về thận, bài tiết. Nó có tính thanh mát, vị ngọt dịu tự nhiên và mùi hương dễ chịu. Thường có mặt trong các bài thuốc trị ho, sốt, viêm họng. Các triệu chứng sốt, ho, viêm họng cũng là nguyên nhân gây mất ngủ. Do đó, nó luôn được các bác sĩ và các chuyên khoa dinh dưỡng khuyên dùng để đun nước uống điều trị cho bệnh nhân mất ngủ. Quả La Hán có vị ngọt tự nhiên gấp 3 đến 4 lần đường mía, nhưng lại ít calo, phù hợp với người bệnh tiểu đường, béo phì, tim mạch. Nó giúp thanh lọc cơ thể, giúp bạn luôn có tinh thần thoải mái và một giấc ngủ ngon. Tiếp theo, bạn chuẩn bị 3 quả táo đỏ khô. Táo đỏ khô rất dễ tìm ở các chợ châu Á và các siêu thị. Táo đỏ khi phơi khô sẽ có công dụng rất nhiều trong y học. Nó có công dụng làm bổ máu, dưỡng huyết, an thần, bổ ích tỳ vị, tốt cho tim phổi. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra trong loại quả này có chứa nhiều nước, protein, vitamin C và các axit hữu cơ như malic acid và kali, natri, canxi. Từ lâu, y học cổ truyền đã sử dụng loại quả này để cải thiện giấc ngủ và một số chức năng của não bộ. Đồng thời, quả chứa nhiều saponin nên còn có tác dụng làm giảm lo âu, an thần, cải thiện trí nhớ. Để nấu với 1 lít nước, bạn dùng 3 quả táo đỏ và 1 nửa quả La Hán đun sôi lên. Hỗn hợp nước bổ dưỡng táo và quả La Hán sẽ giúp giải nhiệt hiệu quả, đồng thời giúp tinh thần sảng khoái và ngủ ngon hơn. Sau khi đun sôi khoảng 10 phút, bạn tắt bếp và cho vào đó một viên đường phèn. Đường phèn khác với các loại đường sản xuất công nghiệp khác. Đường phèn là loại đường saccharose ở dạng kết tinh và ở dạng rắn, được làm từ các nguyên liệu tự nhiên như nước cây mía, củ cải đường. Nếu không tìm được đường phèn thì bạn có thể bỏ qua nguyên liệu này. Tuy nhiên, đường phèn cũng là sản phẩm rất tốt cho điều trị chứng mất ngủ. Và nó không có vị ngọt đậm nên nó phù hợp với cả những người béo phì, có bệnh về tim mạch. Công thức này chắc chắn sẽ là người bạn trung thành với những ai đang phải chịu cảnh mất ngủ hoặc thường xuyên làm việc trong môi trường căng thẳng, thường xuyên phải thức khuya. Trong quá trình dùng quả La Hán để chữa bệnh mất ngủ, bạn cần lưu ý một số điều sau đây. Khi bổ quả, nếu phát hiện phần ruột bị bột, khô hoặc có mối mọt thì bạn nên bỏ đi vì quả đó có thể sẽ ít ngọt hoặc đã bị hỏng. Vị thuốc này thường được sấy khô và để lâu, nên khi ngửi bạn sẽ thấy mùi hơi khô mốc, đó là chuyện bình thường. Quả La Hán cần được bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát với nhiệt độ trung bình khoảng 30 độ C. Người đang cảm lạnh, tiêu chảy, nhiễm hàn
hoặc bị dị ứng với bất kỳ thành phần nào của quả la hán không được dùng loại quả này. Hy vọng với những thông tin hữu ích trên mà Sức Khỏe TV vừa chia sẻ với các bạn sẽ giúp bạn có một giấc ngủ ngon và luôn mạnh khỏe. Hãy đăng ký kênh Sức Khỏe TV, bấm like video và chia sẻ những video hữu ích đến mọi người. Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.